Hôm nay thì em Lê Hiệp lại tiếp tục gửi đến cho toàn thể quý anh chị cùng tham khảo một lô đất nền nằm ngay đây là khu dân cư Tứ Hải, hay còn gọi là khu dân cư Tân Nông Hiệp nha quý anh chị. Đó, một khu dân cư mà về hạ tầng đường xá cũng khá là rộng rãi thông thoáng nè quý anh chị, vỉa hè cây xanh đầy đủ hết nha. Và đặc biệt là khu này được cái là xây tự do nè quý anh chị ơi, rất là thích luôn. Hàng xóm thì về đây ở cũng đông rồi. Đó, anh chị thấy không? Quay một vòng trước cho quý anh chị cùng tham khảo nha. Và đây, cái lô này cực kỳ đẹp luôn quý anh chị. 100m², ngang là 6,55 và dài vào là 15 nha quý anh chị. Full hết thổ cư. Đây, ngay chỗ chiếc xe bút đang đậu đây quý anh chị. Quá đẹp luôn. Phía trước thì không có vướng víu gì hết luôn. Đó, lô này nha quý anh chị. Sát bờ tường của căn nhà này. Quá tuyệt vời. Một lô đất này chỉ có là 2,850 tỷ. Đó, vẫn còn thương lượng. Sổ hồng riêng hướng chính đông. Hơi lật lật nam một xíu thôi, nhưng mà chủ yếu là đông rất là nhiều. Rất là đẹp nha quý anh chị. Đây, để cho dễ dàng hình dung hơn nữa nè quý anh chị, mình đi theo hướng này nha, là mình có thể kết nối về khu dân cư Beacon C, đâu đó khoảng tầm 400-500m thôi quý anh chị. Mình rẽ tay trái một cái là mình đã ra cụm trường học các cấp, như là trường cấp 3 Nguyễn Thị Minh Khai này, rồi Tân Nông Hiệp B, rồi Tân Nông Hiệp C nhé quý anh chị. Nói chung là một cụm trường học luôn, nó đâu đó cũng khoảng tầm có 500m rồi, là mình liên kết rất là thuận tiện rồi. Và di chuyển hướng này thì mình có thể đi ra được hướng khu công nghiệp Tân Nông Hiệp B nha quý anh chị. Tại đây, nói chung khu này là khu đường bàn cờ, rất là dễ dàng di chuyển này quý anh chị. Đó, đường thông thoáng, đường thông hai đầu. Đó nha quý anh chị. Và khu này thì nhà cửa hàng xóm về đây ở đông rồi, san sát nhau. Và thích nhất là xây dựng tự do. Đó, mình muốn xây như thế nào mình xây nha quý anh chị. Một khu dân cư quá đẹp. Vị trí kết nối cực kỳ thuận tiện và dễ dàng. Đi ra đây nữa thì sẽ ra được đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn này, kết nối về hướng trung tâm của thành phố Dị An. Về với trung tâm y tế này, về trung tâm hành chính nha quý anh chị. Một lô đất mà có cái diện tích khá là đẹp, với cái chiều ngang lên đến 6,55. Đó, cực kỳ rộng rãi luôn quý anh chị. Về là mình xây lên cái mẫu nhà như vậy nè quý anh chị, nó rộng như vậy á. Đó, ok nha quý anh chị. Lô này 2,850 tỷ. Đó, thì quý anh chị mà đợt này đang có dự định tìm kiếm cho mình một miếng đất trong cái khu dân cư Tứ Hải này, gần với khu dân cư Bicosi, hay là gần với các cái trường học để thuận tiện cho cái công việc công tác dạy học. Đấy, đi lại thuận tiện thì tham khảo thêm cái lô này và liên hệ em theo số điện thoại 0974 313 794 để em hỗ trợ thêm đầy đủ thông tin liên quan đến lô đất này và hỗ trợ anh chị đi xem thực tế cho nó cụ thể hơn. Ngoài ra thì em Hiệp chuyên về khu vực thành phố Dị An và thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương. Nhà đất sổ lẻ nha quý anh chị, tất cả đều có sổ hồng riêng, mua bán sang tên công chứng pháp lý minh bạch rõ ràng, và đặc biệt có hỗ trợ cho anh chị làm hồ sơ vay ngân hàng. Đấy, nhanh gọn lẹ, lãi suất cực kỳ tốt. Đấy, còn trong quá trình mua bán công chứng sang tên ra sổ, em Hiệp sẽ hỗ trợ hết cho quý anh chị nha, từ A tới Z, từ đầu đến đuôi, cho đến khi mà mình cầm trên tay quyền sổ mang tên của nhà mình. Rồi thì rất vui, cảm ơn quý anh chị đã yêu thương xem hết video. Có gì cho em thêm một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký để em có thêm cái chút niềm vui nho nhỏ trong công việc mỗi ngày, đi quay thật nhiều video hơn nữa liên quan đến lĩnh vực bất động sản của thành phố Dị An và thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương, để gửi đến cho toàn thể quý anh chị cùng tham khảo và lựa chọn được những cái sản phẩm phù hợp theo tiêu chí của gia đình mình, để mình có chỗ an cư lạc nghiệp cũng như đầu tư sinh lời. Đó, pháp lý rõ ràng nha quý anh chị. Em Hiệp chỉ có sổ hồng riêng thôi, nên là vấn đề đó là anh chị yên tâm, mua bán nó cũng yên tâm. Đó, rồi lô này nha quý anh chị chỉ có là 2,850 tỷ, 6,55 nhân cho 15. Đó, sổ hồng riêng hướng chính đông, anh chị ưng ý thì liên hệ cho em. Rồi, em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.